sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cứ thấy bao nỗi buồn rơi ta lo lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày. Xin cảm ơn đơn vị tri đoàn Nghinh.